Ở tập trước, Đường Tam đã đánh bại ba huynh đệ Thiên Quân Nhĩ Hoàng và bắt đầu hấp thụ chúng. Sang tới nội dung của Đấu La Đại Lục tập 249, cũng là cuộc chiến giữa Đường Tam và Thiên Nhậm Tuyết. Lúc này Thiên Nhậm Tuyết đã đạt tới cấp thần. Vì nhân vật chính chúng ta thà làm gọc vỡ còn hơn là ngõ lành, cả hai đã có một cuộc quyết chiến ở đây. Trên người Đường Tam cũng xuất hiện 9 cái hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng. 9 cái hồn hoàn này không thể gọi là không huyễn lệ. 5 cái màu đen và 4 cái màu đỏ, 5 cái hơn 5 vạn năm, 4 cái 10 vạn năm. Sợ rằng trong giới phong hào đấu la hiện tại, không ai có thể so với Đường Tam về số lượng hồn hoàn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng nếu nói là huyễn lệ, hồn hoàn trên người Đường Tam cũng còn xa mới so sánh được với Thiên Nhận Tuyết. Trên người Thiên Nhận Tuyết, hồn hoàn cũng đã xuất hiện. 9 cái hồn hoàn sắp hàng ngay ngắn trên người. 7 cái đầu tiên so với Đường Tam mới gặp nàng đã khác đi. Hiển nhiên nàng không thể giống như Đường Tam vậy, đem được hồn hoàn của bản thân rót cho người khác, rồi tiếp tục may mắn đạt được 2 cái hồn hoàn của hồn thú 10 năm, bổ sung cho bản thân, đổi mới hồn hoàn trên người. Hồn hoàn trên người nàng màu sắc biến hóa hẳn là do lợi ích đạt được sau khi kế thừa thần vị. Mà cho dù Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành kế thừa thần vị, lấy 9 cái hồn hoàn này so với 9 cái hồn hoàn của Đường Tam vẫn kém hơn một chút. Hồn hoàn 10 vạn năm ít hơn Đường Tam một cái, cho nên mới thấy Đường Tam là thiên tài đến bậc nào. Lấy thân thể con người chống lại thần, chắc chắn không có cơ hội. Mặc dù các bậc bản thân hồn hoàn cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng cũng không phải hồn kỹ của hồn sư bình thường có thể so sánh được. Thế nhưng, chỉ cái hồn hoàn trên người Thiên Nhậm Tuyết long lánh ánh vàng, rực rỡ cũng không làm cho Đường Tam quá khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, với tâm tính cứng cỏi của Đường Tam mà cũng bị ảnh hưởng, có thể hiểu được cái Đường Tam nhìn thấy sẽ làm kẻ khác giật mình đến mức nào. Nhìn qua rất đơn giản, sau 9 cái hồn hoàn, Đường Tam còn thấy cái hồn hoàn thứ 10 trên người Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy, chính là cái hồn hoàn thứ 10. Đó là một cái hồn hoàn hoàn toàn màu vàng, giống như là do từng chiếc lồng chim màu vàng của thiên sứ bệ lại mà thành, cũng không phải nằm song song với 9 cái hồn hoàn kia. Cái hồn hoàn thứ 10 này rất lớn, đường kính chừng hơn 3 mét, xuất hiện ở sau lưng Thiên Nhận Tuyết, cũng bao phủ thân thể và 6 cái cánh của nàng ở bên trong, giống như hồn hoàn bình thường vậy. Thế nhưng, Đường Tam nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, đó là một cái hồn hoàn tuy giống như của hồn sư, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Sau khi lừa lọc một thời gian, Đường Tam sử dụng đệ nhất ám khí đường môn, Quan Âm Hữu Lệ đâm xuyên tim Thiên Nhận Tuyết rồi lập tức bỏ trốn. Do đã thành thần, mặc dù bị đâm xuyên tim, Thiên Nhận Tuyết vẫn không hề hấn, mà chỉ bất động một khoảng thời gian.